Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, hôm nay 19 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án thao túng trái phiếu xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và con trai ông Dũng là Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng xét xử trong vụ án này còn có các bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi sao Việt, Trần Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông, Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh và Phùng Thế Tính, cựu Giám đốc Tài chính Kế toán của Tân Hoàng Minh. Phiên tòa dự kiến kéo dài 20 ngày. Luật sư bào chữa cho bị cáo Đỗ Hoàng Việt cho biết, trước khi phiên tòa diễn ra, đã có hơn 1.400 nhà đầu tư mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh được xác định là người bị hại, có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Nhà đầu tư cho rằng nhóm ông Dũng đã khắc phục 100% số tiền của người mua trái phiếu vào kho bạc nhà nước, thể hiện sự ăn năn hối cải, giúp nhà đầu tư giải tỏa được tâm lý lo lắng. Liên quan đến vụ 367 người ngộ độc sau khi ăn tại quán cơm gà Trâm Anh ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Viện Pasteur Nha Trang đã đưa ra kết luận sau quá trình xét nghiệm kéo dài 5 ngày đối với 19 mẫu thực phẩm, mẫu nước, mẫu bệnh phẩm và mẫu trên bàn tay một nhân viên nữ. Những mẫu này được lấy vào 2 ngày 13 tháng 3 và 15 tháng 3. Kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu hành phi dương tính với khuẩn Salmonella, rau, dưa chua dương tính với khuẩn Bacillus. Mẫu cơm gà lấy tại hộ gia đình, phần cơm chan sốt trứng cùng mẫu gà xé cũng dương tính với Salmonella và Bacillus sinh độc tố NHE, BHL. Mẫu lấy từ bàn tay một nhân viên nữ dương tính với Staphylococcus, tụ cầu vàng, phát hiện vi khuẩn ở một số mẫu nước máy. Trong 4 mẫu bệnh lấy từ bệnh nhân, có một mẫu dương tính với Salmonella. Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và Bệnh viện Vinmec Nha Trang ghi nhận 7 bệnh nhân dương tính với Salmonella, trong đó có 5 người trưởng thành và 2 trẻ em. Bộ Công Thương tiếp tục yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu nghiêm túc thực hiện quy định xuất hóa đơn điện tử từng lần bán. Cơ quan này lưu ý trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các thương nhân báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền. Bộ Công Thương cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân, các sở công thương giám sát hỗ trợ các thương nhân triển khai. Cùng đó, các địa phương được đề nghị tăng kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp đến hết ngày 31 tháng 3 chưa lập hóa đơn điện tử từng lần bán và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Mốc thời hạn ngày 31 tháng 3 này được Thủ tướng đưa ra tại cuộc họp thường kỳ Chính phủ đầu tháng này. Theo yêu cầu của Thủ tướng, các doanh nghiệp không thực hiện đúng hạn lần này sẽ bị xử lý, chế tài nặng nhất là tạm dừng hoạt động, thu hồi giấy phép, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Hiện đã quá thời hạn này hơn 2 tháng, gần 7.000 cây xăng chiếm 45% số lượng cả nước chưa thực hiện đúng quy định, theo cập nhật đến ngày 8 tháng 3 từ Bộ Tài chính. Phương án tuyển sinh lớp 10 công lập được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua. Theo đó, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trừ các em ở xã Thạnh An, phải tham gia kỳ thi với 3 môn Toán, Văn, Anh để lấy kết quả xét tuyển vào lớp 10. Môn Toán và Ngữ Văn có thời gian làm bài 120 phút, Ngoại ngữ 90 phút. Thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên hoặc môn tích hợp trong 150 phút. Kỳ thi dự kiến tổ chức vào ngày 6 và 7 tháng 6. Quá trình tuyển sinh có 2 giai đoạn, đây là điểm mới so với các năm trước. Giai đoạn 1, học sinh đăng ký 3 nguyện vọng để thi tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập. Thí sinh có nhu cầu thi vào các trường chuyên có thể đăng ký thêm 3 nguyện vọng chuyên. Giai đoạn 2, tùy tình hình nhập học, sở quyết định tổ chức tuyển sinh bổ sung. Việc này nhằm đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh có điểm cao nhưng không trúng tuyển, trong khi có trường lại không tuyển đủ chỉ tiêu. Theo Cục Hàng không Việt Nam, 2 tháng đầu năm 2024 có 217 khách quốc tế bị từ chối nhập cảnh vào Việt Nam do giấy tờ không hợp lệ, khách thiếu visa hoặc hộ chiếu giả, bằng 1/4 năm 2023. Số khách bị từ chối nhập cảnh tăng so với trước đây, gây thiệt hại cho hãng hàng không đưa khách đến vì phải đưa khách quay trở lại nơi xuất phát, tạo áp lực lên cảng hàng không, nơi hành khách được quản lý trong lúc chờ chuyến bay trở về, tiềm ẩn rủi ro mất an ninh, an toàn tại sân bay và trên tàu bay. Để giảm thiểu hành khách bị từ chối nhập cảnh, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng khai thác chuyến bay quốc tế thường lệ đến Việt Nam phải kiểm soát chặt giấy tờ đi máy bay đối với hành khách nhập cảnh, quá cảnh. Các hãng được yêu cầu cập nhật quy định của Việt Nam và quốc tế về xuất nhập cảnh, quá cảnh liên quan đến hành khách, tuyên truyền về quy định đối với giấy tờ đi tàu bay.
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell cho biết, các nước EU đã đạt được thỏa thuận áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cả Hamas và những người định cư bạo lực đang quấy rối người Palestine ở bờ Tây. Trong khi phần lớn sự chú ý của quốc tế tập trung vào cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas từ Gaza và chiến dịch tiếp theo của Israel trong khu vực, các quan chức châu Âu cũng bày tỏ mối quan ngại ngày càng sâu sắc về tình trạng bạo lực gia tăng đối với người Palestine ở bờ Tây. Tuy nhiên, 27 quốc gia thành viên EU đã gặp khó khăn trong việc thống nhất các biện pháp trừng phạt đối với những người phải chịu trách nhiệm, ngay cả sau khi Mỹ và Anh áp đặt các biện pháp như vậy. Mỹ và Nhật Bản ngày 18 tháng 3 đã đề xuất một nghị quyết của Hội đồng Bảo an nhấn mạnh rằng các quốc gia cần tuân thủ hiệp ước cấm đưa vũ khí hạt nhân lên vũ trụ. Nghị quyết do Mỹ và Nhật Bản soạn thảo kêu gọi các nước bị ràng buộc bởi hiệp ước không gian vũ trụ không đưa vũ khí hạt nhân lên vũ trụ, đồng thời không phát triển các loại vũ khí này. Nghị quyết của Mỹ và Nhật Bản được cho là nhắm tới Nga khi Washington cho rằng Moscow đang phát triển một loại vũ khí hạt nhân chống vệ tinh phóng từ vũ trụ và loại vũ khí này có thể làm gián đoạn liên lạc quân sự cho tới các dịch vụ điện thoại. Nga đã bác bỏ thông tin nước này đang phát triển loại vũ khí trên, đồng thời cho biết nước này phản đối việc triển khai vũ khí hạt nhân trong vũ trụ. Hiệp ước không gian vũ trụ ký từ năm 1967 cấm đưa lên quỹ đạo xung quanh trái đất mọi vật thể mang theo vũ khí hạt nhân hoặc mọi loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tuy nhiên, hiệp ước này không cấm các nước thành viên phát triển vũ khí hạt nhân. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedan Patel cho biết Mỹ đang chờ làm rõ thông báo hủy hợp tác quân sự từ Niger và mô tả quan hệ giữa hai nước là đôi bên cùng có lợi. Chính quyền quân sự Niger thông báo hủy hợp tác quân sự với Mỹ hôm 16 tháng 3, một ngày sau khi trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Phi Molifi và chỉ huy Bộ Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại châu Phi Michael Langley cùng đoàn quan chức tới thăm quốc gia Tây Phi. Quân đội Niger tháng 7 năm 2023 đảo chính và lật đổ cựu Tổng thống Mohamed Bazoum, đồng minh của phương Tây. Chính quyền quân sự Niger sau đó yêu cầu quân đội Pháp và các lực lượng châu Âu khác rời đi, chuyển hướng sang tìm kiếm hỗ trợ từ Nga, nhưng chưa có động thái phản đối với Mỹ. Mỹ còn khoảng 1.000 binh sĩ đồn trú ở Niger. Nhóm luật sư của ông Donald Trump ngày 18 tháng 3 đã nộp đơn đề nghị tòa phúc thẩm bang New York hoãn thi hành án phạt trong vụ kiện dân sự ở New York với lý do chưa tìm được công ty bảo lãnh khoản tiền phạt 454 triệu đô la Mỹ để bắt đầu quá trình kháng cáo. Trước đó, hồi tháng 2, thẩm phán New York Arthur Engoron đã phán quyết yêu cầu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nộp phạt 355 triệu đô la Mỹ với cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản để được hưởng các khoản vay hay điều khoản bảo hiểm ưu đãi. Cộng với tiền lãi, hiện ông Trump phải nộp phạt tổng cộng 464 triệu đô la Mỹ. Cựu Tổng thống Mỹ cần nộp tiền mặt hoặc là được công ty bảo hiểm bảo lãnh khoản tiền này trong thời gian kháng cáo để ngăn chính quyền bang tịch thu tài sản. Các luật sư cho biết phía ông Trump đã thông qua 4 công ty môi giới để tiếp cận 30 công ty bảo lãnh nhưng không thành công. Bản tin 9 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.